Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị với phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì hồi nãy trước khi trong phần 2 có một quý vị hỏi rất là hay. Tôi nhắc lại thì nếu quý vị trong bất cứ lúc nào quý vị có câu hỏi cứ gọi vào nhé. Số là 714-893-3264. Quý vị gọi vào chúng tôi sẵn sàng trả lời quý vị. Và tôi trả lại cái quý vị hồi nãy. Cái ông hai vợ chồng, người chồng 60 mấy tuổi, 64 tuổi, vợ 50 tuổi. Yeah. Mà lượng tổng hợp lợi tức của hai người nó khoảng chừng 37 ngàn mấy trăm, yeah, đó phải không? Yeah. Thì ông có mua chương trình Obamacare hay là Curriculum for Health nha, yeah, của Hellnet phải không? Hellnet. Yeah. Thì bây giờ tự nhiên được gửi cái thẻ mà mua tháng 2 phải không? Mua yeah, có hiệu lực tháng 2 nhưng mà lại nhận được cái thẻ của Medi-Cal. Thì yeah, trường hợp này thì anh Phong nói là chắc làm sai. Có, dạ, cái người làm sai. Thì okay, có nghe thấy nói thì chú có phone thẳng vô với lại Cover California để làm apply by phone. Yeah. Thì chắc trục chặt cái gì trong cái hồ sơ đó thì yeah, mới bị như vậy. Yeah. Tại coi như là có hai cái hồ sơ bảo hiểm. Yeah. Một cái là Medi-Cal với một cái là HealthNet. Vâng. Yeah. Thì chúng tôi trở lại chương trình này, câu hỏi này là rất là quan trọng. Là nó có hai cái trường hợp xảy ra. Như ông nói là nếu ông có hai cái thẻ thì bác sĩ gia đình họ kẻ cả cái thẻ rồi thì vẫn có thể qua bác sĩ được. Nhưng mà tôi phải nói là cái kẹt là thế này, là cái người bác sĩ gia đình đó Medi-Cal nó sẽ không trả tiền. Yeah. Thành ra phải dùng cái Covid của họ nha. Thì tôi khuyên là cái người bệnh nhân nó nên điều chỉnh trường cái chỉnh cái hồ sơ lại. Yeah, tại vì như vậy đó thì nó có thể là cái người bác sĩ gia đình họ coi bệnh nhân xong họ bill Medi-Cal, vì chật Medi-Cal sẽ không trả tiền, bác sĩ không, yeah, được tiền. Cái đó là cái khổ cho bác sĩ. Yeah. Đó. Thế bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết quý danh, biết tuổi, biết ở đâu và câu hỏi. Yeah. Hello. Bác sĩ tình nguyện mà ở tỉnh An Hàm mà hỏi câu hỏi là bác sĩ nói hồi nãy là cái Philippine medicine đó, yeah, cái đó là phải là prescription từ doctor không hay là phải mua ngoài uống, mà có bà đó nó uống mà nó mà bị mất trí nhớ gì đó. Vâng, thưa bà, cái thuốc mà bà hồi nãy hỏi là cái thuốc triazolam. Triazolam là một thuốc ngủ. Cái thuốc này phải có bác sĩ gia đình viết toa mới mua được, không có viết toa là không có mua được. Mà không những viết toa là viết tay nó mới bán mua được. Thành ra cái trường hợp này bà không có ra bà mua tự mua được nhé. Còn cái thuốc mà nếu mình mua ngoài mà over counter đó mà nó ngủ cũng good lắm, mà nó nói rằng không có side effect gì hết á, mà nó nói làm ở bên USA thì mình uống nó có được không mà bác sĩ? Theo tôi thì được, không sao. Nếu mà đã thường thường là over counter mà không có phải toa bác sĩ thì tương đối an toàn hơn là cái thứ phải có toa. Thì cái thuốc đó bà nên có thể dùng được. Tuy nhiên vẫn có thể làm cho bà bị lệ thuộc vào thuốc, là bị nghiện. Nghĩa là bà mua counter nên uống cũng không sao cả, nhưng mà nếu có thể ngủ không cần thuốc thì vẫn tốt hơn nha bà. Mà nói mà tôi thì ngủ không được, có lúc tôi ngủ tôi thức sáng đêm luôn à. Mà uống cái thuốc này thì nó thấy nó đỡ lắm. Mà yeah, nó uống phải uống 90 ngày thì nó mới cho cái body mình nó mới adapt á, mà mình mới ngủ được. Nhưng mà bây giờ tôi tính chưa uống, mới còn một tháng nữa mới đủ 90 ngày, mà nghe thuốc nó side effect đó thành tôi cũng lo. Mà cái thuốc over counter bác sĩ nó không có sao hả bác sĩ? Để trả lời bà, tôi không biết thuốc tên gì, nhưng tuy nhiên cái thuốc over... nó tên là Somnapur. S-O-N-N-A-P-U-R-E. Ok, theo tôi thì bà uống được, nhưng mà bà không nên dùng một cách liên tục. Lâu lâu bà nên nghỉ lại để cho cơ thể bà nó không quen với thuốc nha. Rồi. Dạ. Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bà. Bây giờ có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết quý danh, biết tuổi, ở đâu và câu hỏi. Yeah. Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bây giờ có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết quý danh, biết tuổi. Hello. Sao bị cái đường dây nó hơi bị trục trặc rồi. Thì bây giờ này, trong khi mình chờ đợi, thì tôi thấy có nhiều con mình có trục trặc kỹ thuật đó. Yeah. Có nhiều người nó bị echo, nó gọi nó không có vô. Nhưng tuy nhiên thì trong khi chờ đợi, quý vị gọi, khán giả gọi vô số 714-893-3264 thì trở lại cái chương trình của anh. Ok, câu hỏi. Hello. 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 Vâng, cho bà vặn cái volume của bà nhỏ lại một chút xíu, con tôi bị echo đó bà. Ok. Bây giờ bà
xin cho biết quý danh, cho biết tuổi, ở đâu và biết câu hỏi nha. Tôi mẹ tôi là 78 tuổi đó. Dạ. Mà có cái Medicare nhưng mà không biết tại sao giờ bác sĩ gia đình á là có biểu là phải làm một cái giấy gì á để mà mới đi bệnh viện được. Mà sao thấy mấy người xin Obamacare đâu có cần xin làm giấy gì, nó cũng có là khu vờ đi bệnh viện, mà sao bây giờ bắt buộc phải làm một cái giấy gì để mới đi bệnh viện được là sao? Bây giờ thế này, bà để hỏi lại là bà cụ 70 mấy, tôi 74 tuổi phải không? Không, 78 tuổi. 78 tuổi. Bà cụ sang Mỹ bao nhiêu lâu rồi? Sang 25 năm. 25 năm rồi. Bây giờ bà cụ phải có Medicare và Medi-Cal phải không? Có cả hai phần phải không? Đúng rồi. Ok. Và bà cụ hiện bây giờ đang hưởng Medicare, Medi-Cal và có Part D, có đầy đủ hết rồi. Thì trong trường hợp này đó, bà cụ nếu mà ở có Medicare, Medi-Cal, tuyến có Medicare, Medi-Cal, tuy nhiên phải chọn cái Part D phải không? Còn vô nhà thương thì nếu mà theo tôi thì vô nhà thương không cần phải lo gì hết, tại vì có thể nó cover hết rồi. Tại vì Medicare nó không cover thì Medi-Cal nó cover. Chỉ có thuốc là đôi khi phải mua thuốc thôi. Phải đi làm giấy lại là sao? Mà hồi giờ là coi như là hồi trước là có đi vô bệnh viện lâu rồi, đi vô bệnh viện không có bị gì hết, nên sao bây giờ lại biểu bắt đi làm giấy tùm lum tà la hết? Tôi thì thật tình mà không dám nói, anh Phong có ý kiến gì không? Cái giấy gì thì mình không biết, là bác sĩ bắt mình phải đi ghi danh cái gì giấy gì mình không biết được, thì chắc theo Phong nghĩ hỏi là xe rồi có xe rồi khai báo gì, rồi xin là bao nhiêu tiền lương, rồi bao nhiêu tiền già, rồi xong rồi là bắt qua nơi nói là đủ thứ hết, kê khai đủ thứ hết, rồi tiền ăn bao nhiêu, rồi tiền thuê nhà bao nhiêu, đủ thứ hết. Theo Phong nghĩ cái đó là bác sĩ bảo chị apply lại cái hồ sơ mới. Thường thường làm hồ sơ mới họ mới hỏi mấy câu hỏi như đó. Nếu mà có thời gian thì cứ có việc ghé vô văn phòng Phong để Phong coi cái tình trạng ra làm sao, thì Phong coi Phong giúp được cho. Nếu mà Phong giúp được thì Phong giúp, nhưng mà phải bây giờ chỉ có rõ trên phone. Nếu mà chị mang giấy tờ tới văn phòng thì mình có thể mình gọi vô mình hỏi có cần cái gì thì mình provide cho người ta cái dịu đó. Vâng, tôi đồng ý với anh Phong, nếu mà bà thắc mắc gì nên lấy giấy tờ đem tới cho anh Phong ảnh coi cái mẫu đơn là từ đâu gửi tới và để làm cái gì. Thành ra trước khi điền cái đó thì nên tham khảo với một người chuyên môn về bảo hiểm, về sức khỏe, về Medicare, Medi-Cal thì giúp bà được nhiều hơn nha. Bây giờ với lại tôi có một câu hỏi thôi nè. Giống như mình bị tiểu đường mà loại nhẹ á. Thì dùng uống thuốc có khi thì nó hết, rồi có khi nó trở lại. Thì có khi có cần, ví dụ như mà nó hết rồi á, thì có phải là ngưng thuốc không cần uống nữa không, hay là bắt buộc phải uống hoài? Cái bây giờ tiểu đường nó tùy theo. Nếu bà ăn uống điều độ, ăn uống khéo, đúng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ mà đường nó bình thường thì không phải uống thuốc. Tuy nhiên nếu mà bà ăn uống không có đúng, cũng như là thử, cái quan trọng là thử cái A1C, cái đường 3 tháng đó. Nếu cái đường 3 tháng nó cao thì phải uống thuốc, mà đã uống thuốc thì uống liên tục không ngừng được nhá. Bà đã uống thuốc mà đã mà ngừng. Nói là uống vậy là nó quen thuốc, cái hồi ví dụ mình mới bị nhẹ, mình không cần uống thuốc thì nó không, mình điều chỉnh, mình tập thể dục hay mình điều chỉnh đó. Đúng, nếu bà ta bà ăn uống mình lỡ uống thuốc rồi là bắt buộc phải uống luôn. Không phải như vậy, không phải như vậy. Nếu bà ăn uống điều độ, bà theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, bà có tập thể dục mà bình thường là rất là tốt, không cần uống thuốc. Tuy nhiên muốn chắc ăn thì mỗi 3 tháng, bác sĩ gia đình sẽ thử đường 3 tháng. Tùy theo cái kết quả đường 3 tháng đó, bác sĩ gia đình quyết định là có bà có cần uống thuốc trở lại hay không. Thành ra cái này rất là tế nhị, nên theo dõi thường xuyên với bác sĩ gia đình và tiếp tục ăn uống điều độ và tập thể thao nha bà. Thì tôi hy vọng tôi trả lời câu hỏi của bà. Cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin tạm gián đoạn và xin trở lại vào phần 4 của chương trình ngày hôm nay, phần cuối cùng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nếu mà chúng tôi off air, tôi vẫn tiếp tục trả lời quý vị. Xin hẹn quý vị trở lại trong chương trình phần 4 trong đôi phút.